À rồi, mình xin chào tất cả 500 anh em trên toàn quốc nha. Rồi ok, thì hôm nay mình có một clip đang bán một cái con cá là hán kinh cầm hai giáp bạc lai 23 anh em nha. Đây. Cái con này là mình đã nuôi rất là lâu rồi. Đó. Thì cái đầu nó rất là khủng nha anh em. Đầu rất là khủng luôn. Mình để ngón tay thì nó cứ cặp cặp mình thôi. Đó, rất là sung nha anh em, rất là sung luôn. Hả, thì con giá cá này, cái giá của mình bán thường khi là giá của nó là 3 triệu 500k. Tuy nhiên thì nhân cái dịp Tết này, con cá này mình sẽ giảm cho anh em, giảm cho những anh em thiện chí thích con cá này nha các bạn. Thích con cá này alo cho mình, sẽ có một cái giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đó, thì trong dịp Tết này thì con cá này thì mình chỉ ship cho những anh em trong miền miền Tây Nam Bộ ha, trong các tỉnh miền Tây thôi. Tại miền miền Bắc, miền Trung thì hiện tại là bên bưu cục đã ngưng nhận ship tất cả các đơn hàng ra ngoài Bắc nha các bạn. Này, các bạn xem cá rất, cái đầu rất là khủng luôn, cái dàn trâu của nó nè, trâu dạng trâu sấm sét các bạn, trâu trâu bạc, nhìn rất là chất cá luôn. Còn bề ngang của nó nè, các bạn xem cái bề ngang này, giáp bạc nhìn rất là đã. Ở đây mình dùng một cái đèn trắng hoàn toàn các bạn nha, một cái đèn trắng thôi. Mình hiếm khi nào mà mình quay mình dùng một cái đèn màu lắm. Đó. Tuy nhiên con cá này nếu mà anh em chơi một cái đèn màu hồng vô nhìn rất là chất nha, cực kỳ chất luôn. Đó, thì ở đây mình chỉ dùng một cái đèn trắng thông thường thôi. Đó, đây là một con kinh cầm phai giáp bạc. Đó, thì cái size của nó các bạn, cái size của nó là khoảng 4 ngón gửi tay mình. Đó, 4 ngón gửi tay mình. Để mình quay xa xa cho anh em xem, khoảng 4 ngón gửi tay mình. Đây là dòng kinh cầm phai giáp bạc mắt trắng các bạn nha, mắt trắng nha. Cái đầu nó cực kỳ khủng luôn. Rồi mình quay trên cái đỉnh đầu cho anh em xem. Quay từ phía dưới lên anh em xem. Đó, thì mình chỉ bán cho những anh em thích con cá này, có thiện chí gọi đến cho mình sẽ đợi một cái giá rất là hợp lý cho anh em, kèm một số quà tặng nho nhỏ cho cá là hán các bạn nha. Chẳng hạn như thức ăn viên hoặc tim bò hoặc là kính kè. Hoặc là một con cá kè luôn, cái đó mình sẽ tặng một trong bốn món quà đó cho con cá la hán của mình. Và giá của nó là 3 triệu 500k. Thì anh em nào có thiện chí gọi cho mình sẽ để giá ưu đãi cho anh em nha. Thiện chí đây là mình chỉ cần một người khách thực sự cần nó thôi các bạn, chứ không phải một người mà gọi đến cho mình con cá 3 triệu rưỡi em bán 2 triệu cái gì hay là 2 triệu rưỡi gì thì mình không bán nha anh em. Cái đó mình nói thật, mình chỉ bán cho những anh em nào thích con cá này, có thiện chí với nó. Cá đầu rất là phê đó. Này anh em quất một cái đèn màu hồng vô, mình cam kết với anh em cá này rất là đẹp luôn. Đa phần mình quay đèn trắng không à, nên anh em nhìn có lẽ nó hơi nhạt nha, nhưng mà thật sự là nếu mà dùng một cái đèn màu đỏ thì cá này hết sảy nha, nó lên màu rất là đẹp. Này, cá rất là sung rồi nè, cá cực kỳ sung luôn. Ở đây lâu lâu mình cũng có bỏ cho nó kè, lâu lâu cũng bỏ kính kè, đa số mình chỉ lấy tay để cho nó chạy tới chạy lui thôi. Đó, con cá này các bạn, thì con cá này mình nuôi từ cái lúc mà nó khoảng 2 ngón, mà tới bây giờ nó khoảng chừng 6 tháng hay 8 tháng gì là mình cũng không nhớ rõ nữa. Đó. Thì con cá này nó vẫn chưa mát xa nha em, nó còn lớn lắm. Nó ba lớn mà cái đầu nó là thì nó ba lớn rồi. Nó anh em nuôi lớn nữa thì cái đầu nó càng khủng hơn nữa. Đó. Thì con cá này mình nuôi từ bé tới giờ luôn các bạn. Mà chắc chắn một điều cho các bạn, mình nuôi chưa bao giờ bị bệnh luôn. Những con cá khác thì cũng có bệnh này bệnh nọ, nó không bao giờ bị bệnh. Thường thường bệnh nấm trắng nè, rồi bệnh đi phân trắng nè, bỏ ăn này nọ, còn con này mình nuôi từ nhỏ tới lớn giờ không bao giờ, đó, không bao giờ bị bệnh luôn.
Có mấy lần mình nước nó bẩn quá, có khi mình không có quan tâm luôn mà mình bỏ đại vậy đó, nó chỉ chạy lọc cho nó thôi. Thì có khi là khoảng 2 tháng 3 tháng mình thay một lần nước, không có chăm gì hết trơn. Chỉ nước nó giật thì mình thấy nó bẩn quá thì mình thay cho nó luôn 100% nước luôn. Thì những cái lần đó thì nó hay bị xuống màu do nước bẩn dơ quá, nó mình thay nước mới thì nó lại sung lại. Đó. Kinh Cam Pha giáp bạc lai 23 nha anh em, cá rất là đã nha. Rồi anh em nào cứ có thiện chí thì gọi cho mình nha, cái này mình cũng cho nó ăn các bạn. Này các bạn xem nó cái này ăn rất là sung, bỏ vô đớp liền các bạn. Này. Đó, thì con cá này anh em có thể là kè với những cái con cá kiển mà bé bé ha, ví dụ như hồng két nè. Đó, thì hồng két thì đa số mình thấy anh em kè dòng hồng két là nhiều, hoặc là anh em dùng một cái kính kè đó, anh em bỏ vô. Tuy nhiên con cá này mình cũng ít khi kè lắm, mà rất là sung. Mình lâu lâu mình đi ngang búng tay thì nó lại giận với mình thôi, nó đòi ăn nghe rồi. Lâu lâu về thấy mệt mỏi rồi cho nó ăn, mình cũng thấy cảm thấy mình thoải mái thư giãn cùng con cá mình thôi mà. Rồi và video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Mình cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình. Thì đây là con cá mình đang bán giá thường 3.500.000. Anh em thiện chí gọi cho mình trong dịp Tết này sẽ giảm cho anh em một cái giá cực kỳ hợp lý nha. Rồi thì video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Mình chúc anh em có một năm mới thật là vui vẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Rồi mình xin chào các bạn. Misplaced and